Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi lấy hạt giống của mấy cái rau mồng tơi này. Thì ở Việt Nam á, mà mấy cái hạt này mà nó có rớt xuống á, thì cũng không có ai thèm thèm nhặt. Tại vì có cái bài hát đó, thân nghèo rớt trái mồng tơi đó. Nhưng mà ở bên đây á, mấy cái trái này mà có được á, thì cũng hiếm. Cho nên là mình luôn luôn là cái gì mình cũng để giống lại hết. Rồi khi mà mình gặp bà con hàng xóm người Việt Nam gì tới mình cũng hỏi là giờ có muốn trồng mồng tơi không, thì mình sẽ chia sẻ hạt giống để họ trồng. Thì những cái hạt này á, mình đừng có bóp, mình đừng có bóp mấy cái phía ngoài ra, cái mình lấy cái hạt ở trong. Làm vậy nó mất thời gian, mình cứ đem nguyên cái hạt vậy đó, mình đem ra ngoài nắng mình để luôn là nó tự nó héo, cái nó lòi cái hột ra đó. Nó mình đi mình vướng sợi tóc, rồi cuối cùng sợi tóc của mình bị con dĩ đẻ trứng trắng trắng nha. Đó thì mình thái hết mấy cái hạt màu đen này đi vô. Thì người ta bứt nguyên cái chùm luôn. Nhưng mà mình thì tham lam lắm, mình không có bứt nguyên cái chùm. Mình hái cái trái nào đen thôi. Tại vì bứt nguyên cái chùm là có nhiều nhiều trái ở phía dưới là nó màu xanh, nó chưa có đen thì nó uổng. Cho nên là hái mấy trái màu đen để mấy trái màu xanh nó đen lại thì mình lại có thêm nhiều hạt nữa. Dù rằng là mồng tơi thì mình cũng có nhiều hạt lắm rồi, nhưng mà mình vẫn tham lam á, mình vẫn muốn là nhiều hơn vậy đó. Rồi bà con hàng xóm ai tới là hỏi cho đó, mấy trái này hái chắc từ sáng tới chiều là nó xong đó. Thì cái mùa thu đông á, mà sắp tới thì ở Mỹ của mình á, là mình nên chỉ trồng mấy cái rau mà họ cải đó mấy bạn. Mùa thu mùa đông á thì những cái cải giống như là súp lơ, xà lách, hay là cải bẹ xanh, hay là bắp cải gì đó, thì những cái dạng đó đó nó sẽ sinh sôi, nó lớn rất là nhanh vào cái mùa mát mát như vậy đó. Nhiều khi á, mà bắp cải súp lơ đó mà mình trồng mà khi nó lớn nó có bông rồi đó, thì nhiều khi tuyết á, nó đè lên mà không chết luôn á mấy bạn. Thì thêm cái nữa là cải xà lách á, mà mình trồng vào mùa đông á, là nó ngọt hơn, ăn nó ngọt hơn là mình trồng vào cái mùa hè nha mấy bạn. Thì mấy cái rau mùa hè này thì tới mùa đông là nó sống không nổi, nó lớn không nổi nè. Cho nên là thôi giờ hái hết đem vô nhổ hết, rồi lấy đất trồng cho cái loại mùa đông. Rồi đó, nhổ nãy giờ chưa xong luôn đó. Mấy trái này mình hái từng trái một đó, cái tay nó tím ngắt luôn rồi, nhưng mà hái vui lắm mấy bạn. Những cái thành quả nào mà của mình làm ra thường là nó vui hơn, còn mà giờ đi mua hạt giờ mất tiền mà giờ không thấy vui đó. Mấy trái này cứ đứng tuốt 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 vậy đó. À, tay chân tím ngắt hết rồi. Mà tím ngắt là vô rửa nó cũng không ra, mà phải rửa 3 4 lần á nó mới ra. Đó. Đã không? Rồi leo lên trên hái luôn. Nó là nó lên tuốt cái trên ngọn cao á, nó còn có hột có trái dữ dằn hơn nữa. Đó. Thì bạn này cái cọng này nó dài nó đã bạn. Nhìn nó một đống hạt mà đen chắc, nhìn nó thèm, nó mua nó thèm cái trái trăm bầu á. Mấy bạn biết trái trăm bầu không? Cái trái đó nó dài hơn trái này, khi nó chín nó cũng đen thui rồi nè, mà trời ơi ăn vô nó chua chua ngọt ngọt nó đã. Mà nhiều khi ở Việt Nam mình kiếm cái trái trăm bầu đó không ra luôn nha mấy bạn. Nó giờ nó cũng thuộc loại hiếm rồi đó, mà nếu mà có trái của nó thì nó bán giá cũng rất là mắc luôn. À, nhìn thèm dễ sợ luôn. Phải em mà cái họ cái trái này mà ăn chua chua ngọt ngọt nữa là đã rồi. Đó. Thì đó bây giờ khi mà mình hái xong hết rồi thì được dĩa giống vậy. Nhìn đã giống như đậu đen vậy đấy. Thì mình đem ra ngoài. Đem ra ngoài sân. Cho ngoài sân thì nó nắng gắt hơn. Chứ ở dưới giường này á, thì nó có cái cây bự á, cái cây cổ thụ á,
mọc cái tán lá bự chà bá, cái nó che nắng hết trơn, cho nên cây mình nó cũng không có phát triển mạnh hơn bằng cây người ta nữa. Đó, bây giờ thì mình sẽ để đây cho nó có nắng. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.